Bạn trai thiếu gia bị nghi có tình yêu mới, Quỳnh Lương bất lực đăng đàn kể khổ, nói rõ tình trạng. Quỳnh Lương, Tiến Phát là cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý kể từ khi công khai hẹn hò. Hơn 4 tháng bên nhau, cả hai không ít lần vướng tin đồn trục trặc tình cảm. Mới đây, thiếu gia Trà Vinh còn bị nghi là đã có tình mới. Thời gian vừa qua, Quỳnh Lương và Tiến Phát liên tiếp vướng nghi vấn đường ai nấy đi. Nguyên do vì loạt động thái lạ của đàng gái, cô thường xuyên đăng tải dòng trạng thái buồn bã nhiều tâm sự trên mạng xã hội. Vào tối 6 tháng 11, Quỳnh Lương đã đăng tải đoạn video mới trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nữ diễn viên sinh năm 1995 lên tiếng làm rõ thông tin đã chia tay bạn trai thiếu gia sau 4 tháng công khai chuyện hẹn hò. Quỳnh Lương cho biết cô đăng tải video trước đó vì theo trend mạng xã hội chứ không có chuyện chia tay bạn trai. Báo chí đăng thông tin chia tay người yêu rồi, người yêu có bồ mới gì đó. Chứ bây giờ ra clip theo trend rồi bảo người ta thế này thế kia, mệt ghê, Quỳnh Lương chia sẻ. Trong đoạn clip này, nữ diễn viên còn quay hình ảnh bạn trai Nguyễn Tiến Phát ngồi phía đối diện như hành động khẳng định cả hai vẫn đang trong mối quan hệ tình cảm. Tiến Phát và Quỳnh Lương nên duyên sau chương trình Người ấy là ai? Kể từ thời điểm công khai hẹn hò, cặp đôi nhận được rất nhiều sự chú ý. Mặc dù trong suốt khoảng thời gian hẹn hò, Quỳnh Lương và Tiến Phát nhận không ít những bình luận trái chiều về cuộc sống đời tư. Trước những ồn ào không đáng có trong quá khứ, thay vì lựa chọn đứng ra giải thích, thanh minh, cả Quỳnh Lương và Tiến Phát đều im lặng. Họ dành toàn bộ thời gian rảnh để tìm hiểu nhau, phát triển mối quan hệ theo hướng tích cực hơn. Thậm chí, nữ diễn viên còn được chàng thiếu gia dẫn về quê nhà Trà Vinh ra mắt gia đình, bạn bè. Điều này cho thấy anh chàng thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này, giữ đúng như lời hứa khi xuất hiện tại chương trình Người ấy là ai. Nhiều netizen còn tinh ý nhận ra thiếu gia Trà Vinh từ khi yêu Quỳnh Lương dường như thay đổi 180 độ. Khác với trước đây khi luôn xuất hiện với diện mạo bảnh bao, Tiến Phát hiện tại ăn vận giản dị, không chăm chút quá nhiều đến ngoại hình. Thậm chí dân tình còn cho rằng thời điểm mới quen Quỳnh Lương, nam thiếu gia còn chăm chỉ vuốt tóc đẹp trai như hiện tại, Tiến Phát luôn để mái tóc bồng bềnh, tự nhiên. Trước khi đến với Quỳnh Lương, Tiến Phát được biết đến với vai trò doanh nhân đang thực hiện mô hình nghỉ dưỡng chữa lành và kinh doanh các hoạt động thể thao. Không những vậy, Tiến Phát còn có nhiều sở thích xa xỉ như đam mê phân khối lớn, sở hữu bộ sưu tập siêu xe. Thì giờ đây, Tiến Phát gần như không cập nhật công việc riêng của mình mà thường xuyên xuất hiện bên cạnh Quỳnh Lương, hộ tống bạn gái đi diễn ở tỉnh, lúc ở nhà thì chịu khó lên livestream, phụ giúp Quỳnh Lương bán hàng. Không những vậy, trong một vài khoảnh khắc được bạn gái diễn viên quay lại, Tiến Phát còn miệt mài ủi quần áo để bán trên live, thoải mái mặc thử đồ lên người, múa may cực hài hước khiến netizen bật cười. Người đẹp sinh năm 1995 từng lên tiếng về chuyện kết hôn với bạn trai thiếu gia. Tôi có nói là Phát đang trong quá trình khởi nghiệp thì sẽ không phù hợp để kết hôn chứ đâu phải tôi sẽ không kết hôn với Phát đâu. Chứ bây giờ Phát thử đeo nhẫn cầu hôn vào tay tôi xem. Đeo một viên kim cương mà to 3-4 ly xem, tôi đồng ý ngay, mọi người hiểu không? Trên sóng livestream, Quỳnh Lương từng thẳng thắn nêu rõ quan điểm về chuyện có con với bạn trai thiếu gia Nguyễn Tiến Phát. Nữ diễn viên 9-10 còn cho biết nếu mang bầu sẽ sẵn sàng sinh con. Nếu mà có chửa thì sẽ đẻ, sai thì sửa, chửa thì đẻ. Bây giờ đẻ được thì tốt chứ, nhà đông con càng vui, Quỳnh Lương chia sẻ. Trên mạng xã hội, Quỳnh Lương và Tiến Phát thường xuyên phát cẩu lương ngọt ngào, công khai khóa môi. Do lịch trình công việc bận rộn, nữ diễn viên thường xuyên phải di chuyển nhiều nơi. Bạn trai thiếu gia luôn sắp xếp lịch trình để đi cùng Quỳnh Lương. Netizen mong chờ ngày cả hai sẽ về chung một nhà.